Xin chào khán giả của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Tôi là bác sĩ Ung Viết Cường. Với cái lòng yêu nghề, cái sự nhiệt huyết cùng cái mong muốn được thay đổi ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng ở người dân Việt Nam, cũng như mong thấy rằng được cái giá trị của một bác sĩ răng hàm mặt mà người dân Việt Nam tôn quý, cho nên tôi chấp nhận từ bỏ giấc mơ Mỹ để về Việt Nam lập nghiệp trong cái lĩnh vực nha khoa. Thưa quý vị, đó là chân dung của anh Ung Viết Cường. Anh tốt nghiệp bác sĩ nha khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006. Đến nay đã có hơn 15 năm thực hành nha khoa, điều trị hàng trăm ca phục hình phức tạp và nha khoa thẩm mỹ, cùng với một khát khao đó là nâng cao giá trị của bác sĩ nha khoa tại Việt Nam. Anh đã sáng lập ra nha khoa YouCare, bên cạnh đó là rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe nhiều hơn về câu chuyện của anh thông qua người kết nối là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh tại Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Ngày hôm nay, chúng ta chào đón bác sĩ Ung Viết Cường ạ. Em chào anh. Lúc mà nghe anh chia sẻ ở đây thì anh đã bỏ giấc mơ Mỹ. Yeah. Phần lớn là khi đặt chân nước Mỹ là họ sẽ có những giấc mơ và ít có muốn quay về. Yeah. Nhưng anh lại là cái người từ bỏ giấc mơ Mỹ. Cái việc mà có cuộc sống Mỹ thì em tin rằng ai cũng mong muốn, đặc biệt là những người có con nhỏ hoặc là những người còn trẻ như em. Tuy nhiên cơ duyên em đến với cái nghề bác sĩ răng hàm mặt đó là một cái ân huệ mà không phải ai cũng có. Và em thấy rằng là mình chưa làm được gì nhiều cho cái người dân của mình, cái đất nước của mình. Cái đó là cái điều mà nó thôi thúc em. Và mình thấy rằng khi mình đã sống được trên đất nước Mỹ, mình tìm hiểu được những cái người đồng nghiệp là người Mỹ của mình, thì mình thấy rằng mình đủ năng lực để mình có thể làm tốt giống như họ. Và mình đủ năng lực để mình có thể giúp được bệnh nhân là người Việt của mình. Thì mình nghĩ mình làm như vậy nó sẽ thỏa chí hơn, nó thích thú hơn với việc là mình ráng để mình sống trên đất nước mà gần như mình sẽ rất là mờ nhạt. Mình thích cái ý nghĩa đó. Chúng ta cần phải đi học để lấy những cái thành tựu của thế giới phục vụ cho người dân mình, đúng không? Đúng. Đã đến lúc là như thế thì yeah. Rất là cảm ơn anh đã có cái suy nghĩ đó. Yeah. Và chúng ta trở lại câu chuyện của anh, thì anh sẽ mang khoảnh khắc nào đến để chia sẻ với khán giả ngày hôm nay? Cuộc đời em thì đúng nó có nhiều khoảnh khắc, nhưng mà cái khoảnh khắc em nhớ nhất đó là cái thời điểm em quyết tâm về Việt Nam để em lập nghiệp là khoảng 2015. Trước khi em quyết định mở cái phòng khám nha khoa cho riêng mình thì ngay cái thời điểm mà em đi trên cái dòng sông Mississippi của Mỹ đó, mình mới có một cái nỗi buồn nó mang mát. Mình thấy mình trơ trọi trên cái đất nước này quá. Em chọn một cái góc ngồi riêng để mình cảm nhận cái không gian buổi chiều ở trên cái dòng sông đó, tại vì em cũng là người sống miền Tây, dân sông nước. Thế cái bất chợt em nhớ quê quá. Quê của là đâu? Em là người gốc An Giang. Thì em nói rằng cũng là một dòng sông, cũng hai bên bờ cũng cảnh đẹp như vậy, tại sao cái dòng sông của mình nó sơ sát vậy, nó ô nhiễm vậy, mà mình thì không có thiếu gì để sống trên cái đất nước này và mình còn trẻ, tại sao mình không làm cái gì đó một cách quyết tâm? Thì cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà em đáng nhớ nhất. Nó thúc đẩy mình rất là nhiều, đúng không? Nó thúc đẩy mình rất và mình nhiều. Quyết tâm trở về Việt Nam. Yeah. Và anh đã mở nha khoa. Yeah, đúng. Phải nói là gần đây á, ngành nha khoa Việt Nam á, phát triển phải nói vượt bậc. Yeah. Có những ông bà của Vinh nha ở nước ngoài nha, nhưng mà về Việt Nam làm răng, họ có đánh giá một cách thực tâm rằng trình độ được nâng cao lên. Yeah. Thì một trong những yếu tố là góp phần của những người như anh. Yeah. Và ngày hôm nay chúng ta thấy là cái xu hướng á, ngoài các nghệ sĩ nha, thì nhu cầu của người dân, con em của họ bắt đầu nghĩ rất nhiều rồi. Hồi trước ông bà chúng ta có nói răng cái tóc là góc con người. Yeah. Có một hàm răng cười tự tin sáng thì nó sẽ làm cho khuôn mặt mình bừng sáng hơn, đúng không? Yeah. Đối với em cái câu đó nó mang hai ý nghĩa lớn. Vâng. Thứ nhất, cái sức khỏe của cái răng là nó thể hiện cái sức khỏe của cả cơ thể mình. Bởi vì cái miệng mình nó là cái cửa ngõ. Người đẹp thì chưa chắc là có một cái hàm răng đẹp, nhưng mà cái người mà có cái hàm răng không đẹp á, thì sức khỏe chắc chắn không có tốt. Sẽ có vấn đề. Chắc chắn là có vấn đề. Và cái việc mà người ta đi chăm sóc răng, hoặc là người ta đi chữa răng, hoặc người ta đi làm đẹp răng, có những suy nghĩ nó rất là mơ hồ, rất là chủ quan, đôi khi là cẩu thả. Bởi vì không phải ông bác sĩ nào cũng giống bác sĩ nào, không phải cái răng nào chữa cũng giống cái răng nào, và cái bệnh lý răng nó cũng đa dạng giống như tất cả các bệnh lý nha khoa khác. Cho nên nếu như mình quý được sức khỏe răng mình, nó là cái đầu tiên để mình quý cái sức khỏe lớn hơn, nó là sức khỏe toàn trước khi nói về thẩm mỹ thì cái vấn đề quan trọng là sức khỏe. Đúng. Mà cái răng nó sẽ thể hiện ra cái điều đó. Đúng. Nên mình biết chăm sóc nó, mình biết chữa trị nó thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều về sức khỏe. Chính xác. Ví dụ chỉ cần có một miếng xương dính vô răng thôi thì mình đã cảm thấy khó chịu, mình không ăn uống được, thì nói chi tới cái việc là cái răng nó bị viêm, nó bị sâu, nó bị tiêu xương, nó bị rất
rất là nhiều thứ khác. Và những cái bệnh lý răng nó là thể hiện của bệnh lý tổng quát, ví dụ những người bị tiểu đường, những người bị các cái bệnh chuyển hóa, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, những cái vấn đề về đường thở, nó rất là nhiều thứ mà hàm răng nó thể hiện lên. Cho nên nếu như người dân mình hiểu được rằng cái răng nó quý thì người ta sẽ biết cách chăm sóc. Thứ nhất là chăm sóc tốt để giữ gìn nó, thứ hai là đi chữa nó và chọn cái người chữa cho đúng, rồi sau đó mới tính tới cái chuyện duy trì và làm đẹp nó. Còn cái hiện trạng của mình ở đây đôi khi là người ta chỉ nghĩ đi chữa cái răng là cho xong, rồi làm đẹp thì chỗ nào cũng như nhau. Đã đến lúc người dân của chúng ta phải quan tâm đến cái răng nhiều hơn, phải đến đúng nơi đúng chỗ để chúng ta chăm sóc cái hàm răng. Và người dân thì một phần là không ý thức hết được cái việc quan trọng của nó, thứ hai là tiếp cận nó cũng khó. Là một cái mức khó, đúng không? Khi em là trao đổi với đồng nghiệp và mình gặp bắt gặp người thân của mình, hoặc là mình đi tới bất cứ một vùng nào đó, mình nhìn hàm răng người ta, mình thấy đều có nhu cầu điều trị cả. Nhưng mà có thể cái chính là vì cái lý do tiếp cận hoặc là vì cái khả năng tài chính, cho nên nó chưa có thể dàn trải ra. Và nếu như cái điều trị răng mà nó là một cái điều trị y khoa thuần túy, được chăm sóc giống như hệ thống bảo hiểm, thì em tin rằng người dân mình mới có thể thụ hưởng được nhiều. Cái tỷ lệ cái người dân mà được chăm sóc răng, em nghĩ rằng chắc không tới 10% trên dân số. Và trong 10% đó, những người tiếp cận những cái mới, những cái kỹ thuật đáng ra là phải được điều trị, thì em nghĩ chắc là không tới 1% trên cái 10% đó. Em nói ví dụ bản thân những người công nhân viên chức mà họ làm khoảng 20 triệu đồng tháng để có thể chi trả cho một cái lần làm răng, đối với họ cũng không phải dễ dàng gì. Có nghĩa là cái điều trị răng á, cái kinh phí so với một số cái lĩnh vực khác về điều trị á, nó vẫn là mức cao, đúng không anh? Em nghĩ vậy. Cao ở đây có nghĩa là công sức bỏ ra, cái cách thức làm nó cao, hay là ở cái phân khúc này á, cái giá nó đi đẩy lên. Mình có thể so sánh với những nước gần mình như Thái Lan, Indo hoặc là Trung Quốc đi, thì cái giá ở Việt Nam mình nó cũng tương đương cái đó. Thì nó mắc ở đây là nó mắc cho cái số đông những người thu nhập trung bình của Việt Nam mình ở đây. Hy vọng là mỗi một ngày đời sống nó được lưng lên, đúng không? Và người dân cũng phải ý thức được rằng cái răng nó quan trọng. Thật ra trước khi đi đến tìm với ông nha sĩ thì chúng ta vẫn có cách để chăm sóc răng của chúng ta. Dạ đúng. Thì bản thân em cũng hy vọng rằng những cái người mà thực hành nha khoa, nếu như họ muốn cho người dân quý trọng họ một cách thực sự, thì họ phải làm sao làm việc thành tâm với bản thân mình, phải quý trọng cái nghề của mình, và phải làm sao cái điều đó nó giúp cho họ thăng hoa về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm và cái tự tin nữa. Vinh hiểu được cái vấn đề mà anh Viết Cường đang chia sẻ. Đúng là có rất nhiều người Việt Nam chưa hiểu cặn kẽ, có khi rất là mơ hồ về răng. Vinh đã chứng kiến có những người nhổ răng mà bị mù cả mắt, hay là nó ảnh hưởng thần kinh, ảnh hưởng rất là nhiều thứ, nhưng mà không biết, cứ nghĩ là đơn giản bị một cái răng thì ra nhổ. Thứ hai là cái vấn đề này đúng là có thực trạng, có nghĩa là có những người đang lợi dụng cái việc làm đẹp mà lấp liếm đi một số cái sức khỏe và cái nguồn gốc chuyên môn của cái răng. Đáng lẽ nó bắt nguồn từ cái việc chăm sóc phải tận tâm để cho bảo vệ sức khỏe. Đúng, chính xác. Và hôm nay là rất là mong anh sẽ chia sẻ sâu hơn để chúng ta thấy được rằng rõ ràng chúng ta cần quan tâm đúng mức hơn để chăm sóc cho người dân. Về mặt vĩ mô thì em không thể có ý kiến, tại vì để làm cái điều gì đó nó tốt và nó quy củ thì nó phải cần cả một cái quá trình, nó cần nhiều cái thành phần, cấp độ quản lý, rồi nhiều thứ. Bản thân em sẽ cố gắng làm sao những cái đồng nghiệp, những cái bạn bác sĩ trẻ hơn có thể hiểu được rằng là để mà xây dựng hình ảnh một cái bác sĩ nha khoa thì nó không phải dễ dàng gì. Cái điều mà em mong muốn nhất cho bản thân em, khi mình đã trải qua 15 năm hành nghề rồi, gặp được bệnh nhân thế này thế kia, có làm đúng làm sai rồi, và mình biết cái gì quý, khi người ta làm cái gì đó thì đương nhiên nó cũng có cái việc là lợi ích, tức là cụ thể là tiền. Thì nếu như bác sĩ trẻ họ biết được rằng mình đã trải qua những cái mà nó không có tốt, có thể mình đã vướng phải trong hành nghề đó, thì đầu tiên hãy ghét cái phần kiếm tiền nhiều đi một chút để làm sao làm cho tốt cái việc. Thì khi mình làm tốt rồi thì chắc chắn cái con đường sự nghiệp mình nó sẽ tiến bộ, nó sẽ phát triển, không có khác đi đâu được cả. Và muốn làm tốt thì sao? Đầu tiên phải tự thật với lương tâm, có nghĩa là mình chữa cho cái răng người đó giống như mình chữa cái răng cho mình. Mình không có đơn giản, mình không có hời hợt, mình không có sơ sài, không có cẩu thả, và mình không có điều trị quá cái khả năng của mình. Cái thứ hai là phải liên tục học hỏi. Đầu tiên mình phải tự thật với mình trước, liên tục học hỏi. Và cái cuối cùng nữa đó, hãy đặt bệnh nhân là cái trọng tâm, cho dù đó là một đứa con nít hay là người già, người có tiền, người không có tiền, mình phải làm tốt ít nhất ba điều đó thì chắc chắn cái ngành nha hoặc là bác sĩ nha khoa đó người ta sẽ phát triển, người ta sẽ được yêu quý. Vinh nghĩ với cái thời đại ngày hôm nay á, cái việc mà quảng bá những cái điều tốt đẹp á, nó cũng rất là thuận lợi. Nếu mà chúng ta cứ làm việc tử tế, làm tận tâm và có chuyên môn, có đạo đức nữa thì không có lo sợ là không chính có những cái khách hàng. Bởi vì em đó là một tấm gương. Khi mình lập nghiệp, mình mở một cái văn phòng, nó nhiều thứ nó đến với mình lắm, nhân viên, chi phí, mặt bằng. Và nếu như mà mình cứ phải chạy theo cái đó, tức là mình phải ráng làm sao làm kiếm tiền, thì làm kiếm nhiều tiền trên cái sức khỏe của bệnh nhân, mình sẽ đối diện là một cái nguy cơ là mình sẽ có vấn đề. Nếu mình giải quyết vấn đề thì cái việc mà mình lo cái đó không, mình không đủ sức để mà mình phát triển cái tay nghề. Tại vì nếu như mà mình không có đủ bình tâm và bản lĩnh để vượt qua những cái ham muốn đó thì
công việc của mình chắc chắn nó không thể thuận lợi sau này được. Và nói về cái chặng đường 6 năm đó thì cái giai đoạn đầu á, dạ, anh có gặp những khó khăn gì không? Rất là áp lực. Áp lực. À, lo lắng cũng nhiều, bởi vì thực sự lúc đó thì em cũng còn khá trẻ. Mình tự tin là một chuyện, nhưng mà mình cũng phải biết được là phía trước nó như thế nào. Đương nhiên nó cũng có những cái may mắn, nhưng mà mình phải là người đủ mạnh mẽ để vượt qua cái áp lực đó thì mình mới thực hiện may mắn đó. Thì trước khi em mở cái của riêng em đó thì em cũng đã làm việc với rất là nhiều partner trước đó. Tức là em mở thì được 5 năm và 10 năm trước đó thì em cũng đã làm việc với nhiều người. Và khi em mở thì đương nhiên cái partner lúc đầu đó thì nó cũng là những người giống như là cộng tác để làm việc thôi. Khi đó nó chưa định hình cái con đường kinh doanh của em theo cái hướng nào cụ thể. Thì khi mà em biết được một bạn cũng là bệnh nhân của em thì qua nhiều cái nói chuyện, nhiều cái tương tác trong công việc, thấy được cái sự chân thành, cái sự dễ thương và hiểu được cái áp lực của em, khi em truyền tải được cái nội dung gì đó mang ý nghĩa mà chăm sóc cộng đồng đó thì bạn đó rất là nhanh nhạy trong cái đó, và điều đó làm em rất là vui. Yeah. Và trong khoảnh khắc này mình sẽ mời một người đồng hành để chia sẻ tiếp cái khoảnh khắc này. Bác sĩ Viết Cường sẽ mời ai ạ? À? Em xin được mời bạn Võ Hiếu Nghĩa. Yeah. Ngay bây giờ khoảnh khắc cuộc đời, vui mừng chào đón bạn Võ Hiếu Nghĩa. Chào Nghĩa. Xin được chào quý vị khán giả của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời và xin được chào anh Vinh ạ. Trước khi được gắn bó một cái cộng sự của anh Viết Cường thì mình cũng là một cái khách hàng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Anh đi chia sẻ về cái khoảnh khắc đó ạ. À, lúc trước thì em với lại một người em của em có đến sử dụng dịch vụ bên YouCare của ông Viết Cường. Cảm thấy là cái cách mà đón tiếp của các anh chị ở đó cũng như là cái cách mà thực hiện các thao tác cũng như các dịch vụ thì cảm thấy nó giống như người nhà vậy đó. Em có cảm nhận là cái sự quan tâm nó rất là ấm áp và đặc biệt là nó làm cho mình có cảm giác là không có sợ, tại vì đi làm răng ai cũng rất là sợ. Dạ. Mà khi làm răng thì không phải là một lần xong anh Vinh, mà phải đi tái khám hoặc là mình sẽ đến một vài lần nữa thì cảm thấy rất là thân. Và cái điều trị đó gặp một người có tâm, họ chỉ mình tận tâm nữa. Dạ. Thì mình càng cảm thấy yên tâm hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà sau cái trải nghiệm rồi, bây giờ đồng hành rồi thì bạn cảm thấy được là thế nào ở cái việc mà cần phải hiểu rõ được cái việc mà chăm sóc cái răng của chúng ta? Thật sự là cho dù mình có thể đẹp ở những bộ phận khác trên khuôn mặt, nhưng mà mình khi mình cười mình không tự tin thì chắc chắn nó cũng ảnh hưởng đến những cái bộ phận khác. Thì em quyết định thay đổi, đầu tiên là qua răng. Thì đó có lẽ là cũng là một cái khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời của em luôn. Tại vì nói đơn giản là làm răng xong thì có nhiều điều nó may mắn hơn, nó tốt đẹp hơn đến với em, nên cảm thấy là có lẽ là nợ bác Cường một cái ơn gì đó nó rất là lớn trong cái việc là giúp cho em có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Tại vì có sự tự tin thì em sẽ làm được rất là nhiều chuyện, đặc biệt là trong lĩnh vực giao tiếp. Dạ. Đôi khi chỉ vì cái hàm răng không mình sẽ bị thu mình lại, mình cứ cảm giác hình như là có một cái gì đó nó ngăn cản mình, nhưng khi mình tự tin rồi gương mặt mình sẽ rạng ngời. Với tư cách là một người gắn bó, cũng là một cái người đã được thụ hưởng thì Nghĩa chia sẻ cái gì để tất cả mọi người á, dạ, đều ý thức hơn là cái việc bảo vệ hàm răng của mình đó. Thì có thể thấy là ai mà bắt đầu bước vào những cái tuổi mà 18 đôi môi gì đó mà thấy cần phải đẹp thì người ta mới làm, chứ còn về trẻ em thì nhiều bậc phụ huynh người ta cũng không có quan tâm lắm, hoặc là những người lớn tuổi cảm thấy thôi già rồi đâu cần làm đẹp gì đâu. Dạ. Nhưng mà đến lúc khám cho những bạn trẻ em hoặc là những cái cô chú già thì cái vấn đề nó rất nhiều nữa. Ở đây nó không phải là vấn đề về mình làm đẹp nữa anh, mà nó liên quan về bệnh lý sức khỏe của, dạ, vì em nghĩ là ở độ tuổi nào thì cũng cần phải được thăm khám rồi được quan tâm nhiều hơn về việc chăm sóc răng miệng. Tại vì em có nghe người ta nói là đến năm 80 tuổi mà mình cảm thấy mình còn răng để mình chảy răng thì đó là một điều hạnh phúc. Thật ra có nhiều người muốn ăn có tiền có bạc rất là nhiều thứ, nhưng mà cái, yeah, răng nó không cho phép đó. Nên ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với cái công việc là một nha sĩ, nhưng mà đằng sau đó cho chúng ta nhiều cái kiến thức và cho chúng ta những cái mà đáng lẽ chúng ta phải biết từ rất sớm. Dạ đúng anh. Đúng không? Rất là cảm ơn anh Cường ngày hôm nay anh đã chia sẻ những cái tư duy, những cái nhận thức và những cái anh truyền vô trong cái công việc của em. Dạ. Và đặc biệt là anh đã có một cái hành trình quyết định về Việt Nam. Dạ. Vinh nghĩ đó là một quyết định đúng đắn, và đến ngày hôm nay nhìn những nụ cười như anh Nghĩa và nhiều người khác đến với nha khoa của anh nữa. Dạ. Vinh tin chắc rằng khi họ về họ sẽ nở nụ cười hạnh phúc. Em rất là cảm ơn anh Vinh, cảm ơn chương trình đã tạo cho em cái cơ hội để có thể bộc bạch. Em hy vọng rằng với những cái điều này nó sẽ càng thúc đẩy em mạnh mẽ hơn, và em sẽ cố gắng quyết tâm cái công việc mà mình sẽ làm sắp tới. Cho dù mình biết rằng có thể nó là một cái việc rất là nhỏ, nhưng em cũng hy vọng rằng với cái điều mà em có thể chia sẻ vậy, nó lan tỏa được với nhiều người, lan tỏa được với những cái bạn bác sĩ đàn em, những cái bạn đồng nghiệp xung quanh, những cái bệnh nhân mình đã làm và những bệnh nhân sắp tới mình sẽ làm cho họ. Cảm ơn hai anh đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Cảm ơn bác
sĩ Ung Viết Cường ngày xưa đã từ bỏ giấc mơ Mỹ để viết tiếp giấc mơ nha khoa Việt vô cùng ý nghĩa. Và đây là một món quà mà chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời xin gửi đến bác sĩ Ung Viết Cường. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Cường, cảm ơn anh Hiếu Nghĩa đã đến cùng với chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào 22:45 tối mai trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.